Em xin chào tất cả anh em nha anh em. Bữa nay lại có lửa đẹp để đâm anh em khó tính nữa anh em ơi. Bộ lửa hôm qua chưa bán nha anh em. Bộ lửa hôm qua là 1.350.000, lửa 2.000. Nói chung qua lăng đẹp nha anh em, mà nó có xét ở trong cái giữa ổ bi đời á. Bộ lửa đó nói chung cũng ngon á, 1.350.000 giá thơm, mình mua được giá tốt để giá tốt cho anh em nha. Lửa giờ lửa đẹp không có rẻ đâu nha anh em. Mình mua rất là mắc, nói chung mình mê lửa mình mua mình bán thôi. Bây giờ không có nói nhiều với chủ đề nè. Bộ lửa này lửa dây mềm xèo nha anh em. Lửa 210 thái dây mềm xèo nha. Lửa này bán mắc á, báo giá cho anh em luôn. Bộ này em bán giá 1.600.000 đó anh em nào mến alo nè. Chút xíu nó quay từ từ cho anh em coi. Lửa dây mềm xèo nha anh em. Thấy không? Nói chuyện miệng hút thuốc nữa. Bán lửa đầy đủ sân đề, đầy đủ ốc. Sân đề này sao xa nha. Sân đề này mình mắc cười lắm anh em. Sân đề này đúng theo xe nha anh em. Sân đề giao văn vậy nè. Đúng theo xe. Cái chấm xanh này mới đúng của nhà sản xuất nha. Còn chấm vàng này là người bán sơn là chấm lại nha anh em nha. Không phải của nó nha. Chấm xanh nè, lấm tấm này mới đúng của nhà sản xuất nè. Còn cái chấm vàng này á là của người bán người ta chấm lại. Đầy đủ bắt kẹp của cái thằng cái cục kích với lại bắt kẹp dây dây cuộn lửa nha anh em. Đầy đủ ốc nha, có hai con thằng thằng con luôn nha. Cuộn lửa siêu đẹp. Sao mấy bữa nay quay video rồi bị cái tình trạng này ngộ vậy ta? Giùm bự lên cái anh em ơi. KGD nha anh em nha. KGD nha. Cuộn lửa này siêu đẹp nha anh em. Hôm nay quay video bị cái gì vậy ta? Kim miếng sét cũng không có nữa nha anh em. Cuộn lửa siêu đẹp. Kim miếng sét cũng không có nữa. Mã 14490. Nói chung lửa này đủ quýt anh em ơi. Tiền nào của nấy thôi. Anh em kiếm miếng sét cũng không có nữa nha. Cuộn lửa dây mềm mèo nha anh em nha. Chuẩn lửa 110 KGD. Nãy anh quay rồi đó, quay lại lần nữa nè. KGD nha anh em nha. Đúng lửa 110 nha. Mình bán hàng nói thiệt tả hàng bao chuẩn. Mã kích 9322 anh em. Mã kích 9322. Đó, gọi cho anh em coi qua lăng nha. Lửa mình khoái lắm. Mình mua về mình bán rồi mình để chơi anh em nào. Hôm qua mình bán lửa mình quên quay cái vòng mà nó ăn vô mấy viên bi này cho anh em coi nha. Tại vì cái vòng ăn vô mấy viên bi này nó phải láng, nó không có bị khuyết, không có bị sần gì á, để mới ngon. Anh em thấy không? Láng ón luôn nè anh em thấy không? Chưa miếng gì mà gọi là chưa miếng gì gọi là lúng sần sừ hết trơn á. Hàng đẹp thì giá đẹp thôi anh em. Chấm sơn chấm xiết cái này của nhà sản xuất của ta nha. Còn nữa là thấy không? Đó. Đó. Anh em thấy không? Rồi em anh cho anh em coi qua lăng nha. Ổ bi đề là chưa một lần bắn ra nha anh em. Ở trong này chưa miếng sét luôn nè, thấy không? Lửa này lửa mắc tiền nha. Ở trong chưa miếng sét luôn nè. Ổ bi đề là chưa một lần bắn ra nha. Lên. Úi giời ơi. Lửa này lửa quay thái 110 đời 99 nha anh em. Lửa này lửa quay thái 110 đời 99 qua lăng vàng cháy luôn á. Đó. Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông biến hóa nè. Hồng xanh vàng 4413. Có cái đời qua lăng á nó khoan gì đó nghe anh em, có cái đời qua lăng nó khoan lẩu lẩu đó nghe, nhưng mà không có cái vấn đề gì hết trơn á. Tùy theo đời thôi. Xài bao xài. Lửa này giờ kiếm cũng khó rồi anh em ơi. 7 màu nha.
tuyệt vời ông mặt trời. Cựa chưa một miếng gì gọi là cọ luôn anh em thấy không? Bảy màu FT 4413 tròn tô thêm tô nữa nha anh em. Đó. Ở trong là whip slip. Không có gì để bàn cãi nha. Kiếm một miếng sét một miếng mà một miếng sét với một miếng sứa, một miếng sét với một miếng mà bị cỏ không ra nữa nghe anh em. Lửa quay thái 110 whip đời 99 qua lăng vàng cháy như vậy. Bộ lửa này em bán giá 1,6 triệu. Đó. Anh em mua hàng chuyển khoản giúp em nha. Rồi em cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ù qua lăng tới nái thiệt. Em chào anh em nha.